khi chúng ta có nhiều tiền rồi, khi chúng ta có đầy đủ rồi, thì bắt đầu kinh tế gia tăng, công việc gia tăng, thì bắt đầu đời sống dục linh bắt đầu đi xuống. Tôi nhận ra điều đó. Bắt đầu chúng ta không còn thờ phụng Chúa như cái ngày mà chúng ta còn nghèo khổ nữa, không còn khao khát Chúa, cầu nguyện tha thiết với Chúa những lúc chúng ta khó khăn. Bây giờ chúng ta đầy đủ rồi. Ngày xưa bắt bớ thì chúng ta còn nhau và chúng ta cầu nguyện, còn bây giờ không còn bắt bớ nữa, thì có một cái bắt bớ mới, đó là chúng ta sung sướng quá rồi, chúng ta không còn tìm kiếm Chúa như ngày xưa nữa. Và cái điều đó nó làm cho đời sống thuộc linh của chúng ta nghẹt ngọt. Và tôi thấy rõ cái điều này. Tôi cầu nguyện với Chúa buổi sáng hôm nay, tôi đã ăn năn với Chúa, tôi nói Chúa ơi, chúng con quá nhiều công việc, chúng con có đủ quần áo mặc, chúng con mặc đẹp, chưa thì có ca mặc đẹp như thế này, chúng con có đủ cơm ăn, và bây giờ chúng con không thiếu gì, đời sống thuộc linh của chúng con đi xuống. Và chúng ta biết là ngay cái ngày, những cái ngày như này là những cái ngày ăn là cái ngày sắp cái ngày cũng trở lại, và đời sống thuộc linh của chúng ta không cẩn thận nghẹt ngòi bởi tài chính, tiền bạc, đầy đủ vật chất, không cẩn thận là chúng ta sẽ nộp tàn cái điều đó. Chúng ta biết là ở tại kỷ nguyên của chúng ta bây giờ sắp tới là lên thành phố, ở trong thành phố, và tất cả những cái quy hoạch của chúng ta là quy hoạch đường xá, tất cả là chúng ta sắp tới là cái sự đầu tư rất lớn của các công ty cũng như là tài chính được đổ về đây rất là nhiều. Cảm ơn Chúa vì những nguồn phước đó, nhưng mà chúng ta cảnh giác vì rất nhiều ngày nay người ta mê đắm tiền bạc của cải vật chất, người ta không còn biết Đức Chúa Trời nữa, người ta quên Đức Chúa Trời, và ngay cả chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta phải cẩn trọng với cái điều này trong đời sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta mà không tỉnh thức thì Chúa sẽ trở lại một ngày rất gần đây, rất là gần thôi. Nếu chúng ta không tỉnh thức trong đời sống thuộc linh, chúng ta mải mê bây giờ ăn uống cưới gả liên tục đúng không, và cứ nhè vào những ngày lễ thờ phượng Chúa đã bắt đầu là cưới ăn đúng không, và vì là người ta mời qua mời lại nên chúng ta phải đi, nên chúng ta không còn thời gian dành cho Đức Chúa Trời. Công việc thì nó vu rất là nhiều, nên chúng ta phải cảnh giác điều này. Tôi muốn nhắc nhở ông bà anh chị em, chúng ta phải cảnh giác điều này. Tôi thấy gần đây cái nhóm rời rạc, tôi thấy đời sống tục linh chúng ta thờ phượng Chúa rời rạc, tôi thấy chúng mỗi một chúng ta phải cảnh giác. Chúa nói là hãy tỉnh thức, hãy nói với người bên cạnh là hãy tỉnh thức và cầu nguyện, tỉnh thức và cầu nguyện để chúng ta khỏi xa vào chiếc cám dỗ. Ở đây không phải là cám dỗ tội lỗi, cám dỗ rất đơn giản thôi, đó chỉ là công việc làm ăn, chỉ là có quá nhiều tiền, không có nhiều tiền quá, không dành nhiều thời gian để đếm tiền, không biết tính toán kiểu gì, nhiều đất nhiều đai nhiều thứ tài sản quá thì chúng ta phải cẩn thận. Tuy nhiên chúng ta có mặt ở đây, chúng ta đi nhóm với nhau này là chúng ta cũng đã trả giá cho Chúa. Chúng ta amen điều đó không ạ? Amen. Và chúng ta đang trung tín với Chúa để tìm kiếm Chúa trong ngày sau lúc này. Amen không ạ? Chúng ta cũng là một tương phẩm, vì Chúa nói Chúa chỉ ban phần thưởng cho ai? Chúa ban phần thưởng cho kẻ đầy tớ gì ạ? Ngay lành và trung tín. Chúa có phần thưởng. Quý vị làm công việc của Chúa, quý vị bỏ một ngày để đi thờ phượng Chúa, bỏ cái thời gian thờ phượng Chúa, Chúa có phần thưởng không? Có. Chúng ta đồng ý không ạ? Chúa hứa mà, Chúa không bao giờ hứa nào đâu, Chúa hứa thật là như thế. Nên chúng ta dành thời gian cho Chúa, cho dù là một thời gian ngắn thôi thì Chúa cũng sẽ ghi cái công của chúng ta đồng ý không ạ? Chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta đừng nghĩ rằng là nó sẽ mất. Không, nó không bao giờ mất đâu. Chúng ta làm bất cứ công việc gì cho Chúa, chúng ta không mất đâu. Nhưng mà gần đây tôi cũng có nhiều công việc. Quý anh chị em có nhiều công việc, chúng ta không biết dành thời gian cho công việc thuộc linh nhiều, chúng ta chỉ dành thời gian công việc cụ thể thôi. Nên đời sống của chúng ta cẩn thận, không chúng ta sẽ bị nghẹt ngòi. Và chúng ta biết nghẹt ngòi đạo rồi đúng không ạ? Nghẹt ngòi đạo bởi những sự cám dỗ trong cuộc sống này, nghẹt ngòi đạo bởi những cái điều trong cuộc đời này, nên chúng ta biết cẩn thận. Amen ạ. Thế thì làm thế nào để chúng ta cẩn thận, làm thế nào để chúng ta giữ vững đời sống của chúng ta, làm thế nào để chúng ta bước đi với Chúa một cách mạnh mẽ, làm thế nào để chúng ta khôi phục lại đời sống yêu Chúa và đời sống thuộc linh của chúng ta cứ giữ vững trong cuộc đời của chúng ta, đó là một điều thôi, đúng là chúng ta phải sốt sắng vì nhà của Chúa. Amen. Amen không ạ?
điều nữa tôi muốn nói với ông và anh chị em. Tôi xem Kinh Thánh thì tôi thấy tôi nói với ông và anh chị em là chúng ta theo Chúa nhiều rồi, có người theo Chúa 12 năm, có người thì nhiều người theo Chúa 10 năm, có người theo Chúa 5 năm, và chúng ta đã học nhiều quá nhiều Kinh Thánh rồi. Nhưng mà tôi phát hiện ra một điều là chúng ta học Kinh Thánh biết lẽ thật nhưng mà chúng ta không làm theo lẽ thật. Không làm theo lẽ thật, chúng ta chỉ học biết để đấy thôi, và chúng ta về chúng ta để đâu đó đó, và ngay cả bản thân tôi cũng thế. Nên tôi bây giờ quay trở lại, tôi đã ăn năn với Chúa, tôi nói là Chúa ơi, điều này không thể tốt. Nếu chúng ta nghe lời Chúa, học biết lời Chúa mà không làm theo lời Chúa thì không có giải quyết được cái vấn đề gì cả. Thì không nghe mà không làm theo thì như là một người dại vậy. Nên chúng ta phải quay trở lại để làm theo lời Chúa. Amen không ạ? Hãy quay sang người bên cạnh nói rằng tôi là người làm theo lời Chúa. Bạn cũng phải làm theo lời Chúa. Đừng có lấy nghe xong để đó. Amen. Chúng ta có thể nói được điều đó mà, có thể công bố điều đó mà. Amen không ạ? Xin mở ra với tôi một câu Kinh Thánh ở trong Galati 1:5. Chúng ta tin điều đó, công nhận không ạ?
quyền lực tối tăm và quyền lực tội lỗi. Biết điều đó thì chúng ta được thông tha hoàn toàn. Amen không ạ? Amen không ạ? Nên đừng có ngại mở miệng ra, đừng có ngại công bố. Mỗi một ngày chúng ta phải công bố như thế chứ. Mỗi một ngày chúng ta tin vào quyền năng của sự giải phóng chứ. Mỗi một ngày chúng ta tin rằng thầm tư giá ở trong Đức Christ mọi sự cũ đã gì ạ? Qua đi và mọi sự được gì ạ? Trở lên mới. Chúng ta tin điều đó đúng không ạ? Bởi đây nên chúng ta không dám tin, chúng ta công bố nên chúng ta không được tự do. Vì quyền lực năng tối cứ loanh quanh trên đời sống của chúng ta nói rằng mày không được tự do đâu, mày là tội lỗi, mày thấy không, mày cứ phạm tội xong mày lại phạm tội xong mày lại phạm tội xong mày lại ăn năn mấy hôm nay mày có thắng đến đâu, bây giờ mày không được tự do đâu. Chính vì nó nói như thế nên chúng ta cứ tin như thế. Bây giờ chúng ta phải tin ngược lại. Amen không ạ? Amen không ạ? Thập tự giá có quyền năng để thay đổi chúng ta. Tại sao chúng ta không tin? Nên chúng ta tin thì chúng ta được giải phóng. Amen. Amen không ạ? Cái dở nhất là chúng ta đã đi ra là chúng ta đã được giải phóng rồi, mà cái dở nhất là chúng ta cứ nghĩ là mình chưa được giải phóng. Chúng ta cứ dở nhất là chúng ta đã được tháo gỡ khỏi xiềng xích rồi mà chúng ta cứ nghĩ là mình chưa được tháo gỡ. Chúng ta nhớ câu chuyện con voi không ạ? Có con voi to đùng nhưng mà cái dây buộc nó xích bé vào một tí thôi. Thế hỏi tại sao này ở kia ở sở thú, ở bên cái sở thú kia lại có một cái con voi bé một tí to con lớn như kia mà cái dây xích bé một tí mà sao con voi nó không ra được? À, thế người ta mới hỏi thì cái người làm xiếc nó họ mới giải thích là cái con này ấy, từ khi nó bé một tí thôi thì nó đã xích cái dây được rồi và cái lúc nó bé thì nó không giật được. Thế thì khi nó lớn lên nó to hàng tấn thì từ hồi bé nó đã xích như thế rồi nó giật bao nhiêu lần cũng được rồi. Bây giờ là nó lớn to đùng như thế cái dây xích bé tí nó quý trong đầu của nó là ngày xưa mình giật có được đâu, bây giờ thì chắc giật không được đâu. Thế là nó cái con to một tấn và cái dây xích bé một tí nó chỉ cần giật một cái là đất, nhưng nó giật nó không dám giật vì nó nghĩ bao nhiêu lần mình giật nó không đất được, bây giờ mình giật kiểu gì. Thế là nó cứ để như thế. Nên cuộc đời của chúng ta trước đây ma quỷ tội lỗi nó trói buộc chúng ta trong tâm trí này đây, chúng ta không thể bước ra được. Chúng ta nghĩ là cứ được tội đó bao nhiêu lần bung ra cũng không được. Những cái công việc chắc thì cũng không được. Bây giờ Chúa Giêsu đến nói con được giải phóng rồi đấy. Không, con ngày xưa con có thắng được đâu, con không thắng được nên bây giờ con cũng không bao giờ thắng được. Không, chúng ta đừng nói như thế. Chúa đã giải phóng chúng ta được tự do rồi. Chúa nói nếu con bung ra các ngươi sẽ được tự do. Vấn đề là chúng ta phải hiểu biết cái thật. Amen. Vì khi chúng ta hiểu biết cái thật, cái thật sẽ bung ra cuộc đời của chúng ta. Amen không ạ? Chúng ta không còn vướng cuộc với tội lỗi nữa. Chúng ta không còn bị trói buộc bởi quyền lực ma quỷ nữa. Quyền lực tội lỗi không chế chúng ta nữa, chúng ta được tự do rồi. Tại sao cứ để cay đắng, phiền muộn, giận dữ nó cứ lên quanh luẩn quẩn trong cuộc đời như thế? Tại sao chúng ta cứ để những cái điều xấu hổ, cái điều thất bại trong cuộc đời như thế? Tại sao chúng ta cứ để những điều đó trong cuộc đời mình? Chúng ta đã được tự do rồi. Chúng ta phải nhận lấy sự tự do của Chúa, quyền năng của Chúa sẽ phóng thích cuộc đời của chúng ta. Amen không ạ? Amen không ạ? Tôi nói đúng không? Nếu tôi nói đúng quý vị amen đi. Tôi nói có đúng lời Chúa không? Tôi nói rằng Chúa Giêsu đã giải phóng chúng ta, có đúng không? Nếu không thì hai amen to lên. Chúng ta hãy nhận điều đó cho đời sống của chúng ta. Amen không ạ? Chúng ta phải nhận lấy cái đó cho mình bởi cái lời amen của chúng ta. Amen không ạ? Bởi đây tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em này, Chúa nói những kẻ cuộc về Chúa Giêsu đã bị đóng đinh, đã bị có nghĩa là trong quá khứ rồi. Chúng ta tin Chúa Giêsu lâu rồi, nó đã bị đóng đinh rồi, đã được giải phóng rồi. Tại sao chúng ta không tin điều đó? Vấn đề là ở chúng ta. Chúng ta đã được cả giải thoát nhưng mà ma quỷ nó không muốn chúng ta được giải thoát, nó cũng muốn trói cột trong tâm trí của chúng ta, muốn trói cột trong suy nghĩ của chúng ta, trói cột trong hành động của chúng ta. Nên bây giờ chúng ta là người mới, bây giờ tôi và quý vị là người mới, bây giờ tôi và quý vị là người được tự do, bây giờ tôi và quý vị đã là người được phóng thích, tôi và quý vị không còn bị khuất phục dưới cái quyền lực tội lỗi nữa. Sự xấu hổ phải lui ra khỏi chúng ta, sự thất bại phải lui ra khỏi chúng ta. Amen không ạ? Suy nghĩ sai về người khác phải lui ra khỏi chúng ta, sự cay đắng cũng quyền gì trên đời sống của chúng ta. Amen không ạ? Amen. Ngày xưa chúng ta chúng ta hay nói xấu người khác, ngày xưa chúng ta hay làm hay buồn phiền, ngày xưa chúng ta hay suy nghĩ thất bại, ngày xưa chúng ta hay chán trường, bây giờ không còn nữa đâu. Bây giờ chúng ta phải vui lên, bây giờ chúng ta phải phấn chấn lên, bây giờ chúng ta phải mạnh mẽ lên, bây giờ chúng ta có thể phục vụ Chúa. Ngày xưa chúng ta sợ hãi, bây giờ không, không có cái điều đó, vì chúng ta là con người mới. Người mới ở trong Đức Christ không có cái gì ràng buộc chúng ta cả. Amen không ạ?
ngày xưa chúng ta làm quá nhiều việc thất bại, người này nói, người kia nói mày làm không được đâu, mày thất bại, nhưng bây giờ không, chúng ta là người thành công. Amen. Chúng ta phải bắt đầu là một con người mới, chúng ta phải khởi động. Tôi thấy có rất nhiều người đi theo Chúa lâu rồi, tin Chúa lâu rồi, học Kinh Thánh nhiều rồi mà không hiểu được cái điều này. Chúa cũng nói với tôi thấy trong tâm trí của tôi, trong đời sống của tôi có rất nhiều những cái ngóc ngách, có rất nhiều những cái nhỏ nhặt trong đời sống của tôi chưa thắng được, và tôi thấy là cứ bị luẩn quẩn ở trong cái điều đó. Và tôi và quý vị hôm nay phải được bứt phá, tôi và quý vị hôm nay phải nhận cái sự tự do của Chúa, tôi và quý vị hôm nay phải được chiến thắng, vì chúng ta là con người chiến thắng. Amen không ạ? Amen không ạ? Có nhiều người cầu nguyện một ngày chỉ được 15 phút thôi, không cầu nguyện hơn được nữa, chúng ta phải công bố là con sẽ đạt được hơn. Amen. Có nhiều người đọc Kinh Thánh có buồn ngủ phải công bố là con sẽ đọc Kinh Thánh hơn nữa. Có nhiều người bảo nói đi tiếng Anh sợ, sợ khủng khiếp luôn. Nên Kinh Thánh bây giờ mình không kia ăn được. Nhưng mà không, chúng ta phải bứt phá, chúng ta phải thắng hơn được. Amen không ạ? Đừng có để tội lỗi trong một mình nữa, vì chúng ta không bị mắc nô lệ của tội lỗi đâu. Chúng ta đã được tự do rồi. Chúa Giê-xu chết thế nào và sống lại thế nào thì chúng ta cũng sống lại đời mới thế đấy. Chúng ta hãy bước đi trong thế gian này như là một đấng Christ nhỏ. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, được quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Thế gian này không khuất phục chúng ta được đâu. Tội lỗi không khuất phục chúng ta được đâu. Ma quỷ không chiến thắng chúng ta được đâu. Chúng ta có tin điều đó không? Nếu tin điều đó thì hãy nói lớn lên: tôi tin. Amen không ạ? Như vậy ở đây tôi muốn nói cho các bạn chị em là phải hiểu trong tâm trí của mình là mình đã được tự do rồi tại thập tự giá. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai trong câu số 25 đó là nếu chúng ta nhờ gì, nhờ ai? Đức Thánh Linh mà sống thì chúng ta phải bước theo Thánh Linh. Điều thứ hai ở đây là gì? Là chính Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ cho chúng ta được sống một đời sống đắc thắng và tự do. Amen không ạ? Những điều kiện ở đây là gì? Nhờ Chúa Thánh Linh và bước đi theo Chúa Thánh Linh. Mỗi một ngày chúng ta phải nhờ cậy vào Chúa Thánh Linh. Amen. Nói cho tôi, Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là một quà tốt nhất sau một quà của Chúa Giê-xu. Con đón nhận Ngài ngày hôm nay. Xin đến trên con, giúp đỡ con chiến thắng, giúp đỡ con cầu nguyện, giúp đỡ con xuất sáng, giúp đỡ con hầu việc Ngài. Xin giúp đỡ con để quyền năng tại thập tự giá được thể hiện trên đời sống con. Con muốn bước theo Ngài, con muốn bước theo Ngài bắt đầu từ ngày hôm nay. Hôm nay con thắng công bố điều đó. Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta. Amen không ạ? Chúng hãy bước theo Ngài, hãy để Ngài dẫn dắt đời sống của chúng ta. Amen. Chúng ta không dám bước theo Ngài mà bây giờ chúng ta bước theo Ngài thế nào đấy? Có nhìn thấy Ngài bước theo không? Không, để cho Chúa. Chúa Thánh Linh nhận ra đấy. Ta có hai đưa tay đây đặt đặt cái dắt thì nó dễ rồi, nhưng mà đây thì không thấy, chẳng thấy Chúa đâu cả. Vậy thì Chúa dắt chúng ta vào cách nào? Đó là nào? Tôi phát hiện ra một điều, nếu chúng ta muốn bước theo Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh chính là tác giả của lời Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta học lời Chúa và làm theo lời Chúa thì chúng ta đang bước theo Đức Thánh Linh. Chúng ta amen được không? Amen không ạ? Chúa Thánh Linh nói hà hơi của lời Chúa, và lời Chúa là sống và linh nghiệm. Và hãy ai đọc lời Chúa, học lời Chúa, nghiên cứu lời Chúa, làm theo lời Chúa là người đã đang bước theo Đức Thánh Linh. Amen. Chỉ khi chúng ta học lời Chúa, nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa là chúng ta bước đi theo Thánh Linh thôi, Đức Thánh Linh thôi. Còn nếu chúng ta học lời Chúa, nghe lời Chúa và không làm theo, chúng ta có bước đi theo không? Tôi phát hiện ra một điều, con cái Chúa học lời Chúa, nghe lời Chúa thì về đâu bước đấy, và như vậy là không bước theo. Ở đây Chúa muốn chúng ta bước theo lời Chúa. Tôi và quý vị đã có rất nhiều lần không làm điều đó. Tôi và quý vị chỉ có một sách thôi, học cho to đầu thôi và đọc Kinh Thánh. Mở Kinh Thánh lên chỗ đấy, tôi biết rồi. Tôi cũng không Kinh Thánh cái này, thậm chí nhiều lúc chúng ta chẳng cầm Kinh Thánh nữa. Ơ Kinh Thánh trong đây mà, trong đây, điện thoại này. Ơ Kinh Thánh có rồi nên không cần nữa. Tôi thấy có rất nhiều người cảnh mạng với lời của Chúa. Một ngày cũng không đọc lời Chúa, họ chẳng suy gẫm lời Chúa. Tôi biết rồi mà,
Ôi giời, cái chỗ này, đoạn này tôi đọc lâu rồi, tôi học lâu rồi, bây giờ cái này Kinh Thánh này quá là bình thường, tôi muốn có một cái quyển sách khác rồi. Không, chúng ta chưa thấy sống động ở lời Chúa thì chúng ta chưa làm theo. Tại vì chúng ta đọc mấy câu này, học mấy câu này, chúng ta chưa làm theo, không thấy phép lạ. Không thấy phép lạ đến đủ cuộc đời mình nên chúng ta chán. Chúng ta chán nên chúng ta coi Kinh Thánh là bình thường. Chính vì cái lý do coi bình thường nên chúng ta phải ăn năn. Chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải làm theo lời Chúa. Chúng ta đồng ý không ạ? Amen không ạ? Vì chúng ta chỉ nghe và chỉ biết thôi, chúng ta do đầu. Tôi cũng như vậy, tôi cảm thấy là điều đó không đúng, không đúng một tí nào. Và Chúa chỉ muốn chúng ta làm theo mà thôi. Thà chúng ta học ít mà chúng ta làm theo còn hơn là học quá nhiều mà không đạt cái gì cả. Chúng ta công nhận không? Amen không? Nên chúng ta đừng coi thường lời của Chúa. Chúa Giê-xu nói gì? Nếu ai nghe và làm theo lời ta phán đây thì người đó mới khôn. Còn đã nghe và không làm thì người đó là kẻ ngu. Chúng ta không phải là kẻ ngu, chúng ta là kẻ khôn ngoan. Chúng ta phải làm theo lời Chúa. Tôi đề nghị với quý vị, chúng ta phải làm. Chúa Giê-xu nói, Chúa Giê-xu nói là ta đến mau chóng để đem theo phần thưởng. Để thưởng cho ai? Thưởng cho ai? Thưởng cho tùy theo công việc của các ngươi làm. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhớ câu chuyện mà Chúa chiên và dê. Trong ngày cuối cùng Chúa chia ra, vì Chúa nói khi các ngươi thấy ta đói thì cho ta ăn, ta khát cho ta uống, ta bị tù các ngươi thăm ta, đúng không? Chúa nói ở đây, Chúa nhắm cái gì? Chúa nhắm là việc làm. Khi Chúa không nói thì là ông biết mà thôi, biết thì là to đầu thôi, chẳng giải quyết vấn đề gì. Chúa không nói làm. Mấy hôm nay tôi thấy một cách của Chúa chỉ nghe không có làm. Và tôi thấy chính đời sống của tôi nghe không làm. Và bây giờ mỗi một chúng ta phải khích lệ nhau là làm cho lời Chúa. Amen không ạ? Hãy nói với người này là hãy làm cho lời Chúa, đừng chỉ nghe. Hãy làm theo lời Chúa, đừng chỉ nghe. Amen không ạ? Bây giờ Chúa nói chúng ta phải trước hết sốt sắng tìm kiếm Chúa không? Chúa nói điều đó có. Nếu Chúa nói điều đó, hãy làm đi. Amen không ạ? Tôi cũng phải nhận trách nhiệm là những người thế nào. Tôi không quên, không đôn đốc anh chị em. Chúng ta nhớ đầu năm vừa rồi chúng ta có cam kết để đi nhóm cho nó đúng không? Chúa nói trước hết tìm kiếm Chúa. Nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là lạ. Và thậm chí bây giờ đi nhóm á, tôi thấy đi nhóm mà không đi nhóm cũng không cần báo cáo gì hết. Và như vậy, ở đây trước hết tôi muốn nói quý ông bà anh chị em cùng với tôi không tôn trọng Đức Chúa Trời. Và không tôn trọng Đức Chúa Trời, không tôn trọng hội thánh của Ngài. Vì hội thánh là thân thể của Đức Christ. Chúng ta đồng ý không ạ? Và chúng ta cũng không tôn trọng anh chị em của chúng ta và không muốn gây dựng họ. Và chính vì lý do đó chúng ta đi nhóm thì đi mà không đi thì thôi. Và bây giờ tôi dứt khoát không có lòng ngoài cái điều đó nữa, chúng ta phải trở lại. Chúng ta đã đi nhóm là thờ phụng Chúa là phải chuẩn bị sẵn sàng, ăn mặc chỉnh tề, nhóm là nhóm. Và trong giờ nhóm không có điện thoại điện đồ đấy. Chúng ta đã làm cái điều đó, chúng ta làm điều đó. Và bây giờ thì chúng ta chỉnh mà chúng ta bắt đầu là hơi ấy. Tại vì sao? Tại vì con người của chúng ta dần dần đầu tiên là thế, sốt sáng lắm, hô xung phong, nhưng mà một thời gian sau thì không nhắc á thì nó sẽ bị nùi đi. Và bây giờ thì tôi nhắc lại, cuối buổi nhóm này mời lãnh đạo lại họp, chúng ta sẽ làm lại. Chúng ta làm sai chúng ta phải sửa. Chúng ta đồng ý không ạ? Amen không ạ? Và chúng ta nên nghiêm túc với cái việc phục vụ Chúa. Vì Chúa chỉ muốn chúng ta làm thôi, không muốn chúng ta. Chỉ có khi kết quả thì Chúa mới lấy thôi. Còn cái thái độ của chúng ta là không biết, chúng ta phải làm để kết quả. Amen không ạ? Ở đây tôi không phải chỉ nói với anh chị em mà tôi nói cả tôi nữa. Chúng ta cần phải thay đổi. Nếu Chúa thấy công việc của chúng ta làm thì Chúa mới ban phước cho chúng ta. Amen không ạ? Tôi rất là hoan nghênh những người nào làm đúng, hoan nghênh những ông bà già ở thánh này đi nhóm rất chú ý và đi sớm và thật. Trong khi những người trẻ tuổi đi rất muộn. Mà chúng ta biết là những người già cần phải được kính trọng. Họ đến hội thánh này là mình phải được chăm sóc. Bố mẹ anh, những người cao tuổi đến mình phải kính trọng. Và mình phải nấu nước, pha trà. Mình phải đến hội thánh trước để xếp ghế, dọn phòng nhóm. Vì chúng ta là những người trẻ, chúng ta không thể lề mề như thế được. Chúng ta đồng ý không ạ? Tôi thấy những người trẻ đến hội thánh là xếp đấy. Còn những người già thì không người ta ngồi đó không chào mời gì cả. Chúng ta phải quay trở lại với cái sự tôn trọng. Và tôi cũng như vậy. Tôi thấy
chúng ta cần phải thay đổi cái thái độ của chúng ta với cái tình yêu của trong Chúa. Chúng ta phải làm việc nó phải trật tự như thế, và nếu như chúng ta làm được như thế thì chúng ta làm gương cho con cháu thì sau này. Amen ạ. Cái việc mà chúng ta làm ở đây, cái điều mà chúng ta nói chưa chắc chúng ta đã muốn phải trong đầu nó đâu, mà chúng ta làm nếu bố mẹ cầu nguyện ở nhà. Tôi nói điều này là nói cả tôi nữa, cả gia đình tôi nữa, nếu bố mẹ cầu nguyện với nhau con cái cũng sẽ bắt chước cầu nguyện, còn bố mẹ không làm điều đó con cái cũng không làm, tại vì nó sẽ thích chúng ta làm hơn. Khi chúng ta làm được chúng ta nói được, còn chúng ta không làm thì chúng ta không nói, chúng ta đồng ý mà. Amen rồi. Bây giờ nói thay đổi từ đâu? Phải thay đổi bắt đầu từ chính chúng ta. Chúng ta thay đổi, chúng ta làm thì Chúa sẽ nhìn thấy công việc làm của chúng ta và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Amen ạ. Bây giờ hết cái thời gian nói nhiều rồi. Chúng ta nói quá nhiều. Chúng ta học quá ít quá nhiều. Nên chúng ta phải quay trở lại. Chúa muốn chúng ta bước theo Thánh Linh. Nếu chúng ta muốn sống ở đây, nó có hai loại sống. Một loại là sống xác thịt. Kinh Thánh nói này. Nếu chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống thì hãy bước theo Thánh Linh. Chúa muốn chúng ta sống lại. Sống lại sự sống nào? Chúa muốn chúng ta sống lại sự sống thuộc linh, tức là sự sống thuộc hành. Amen không ạ? Amen không? Chúa không muốn chúng ta sống lại sự sống thể xác, là cái sự sống của nỗi ô uế. Chúng ta đồng ý không ạ? Amen. Tôi và quý vị phải sống đời sống thuộc linh tốt lành, tức là làm gương tốt. Amen. Tôi và quý vị cần phải có một sự sống tốt lành để làm gương phẩm cho người khác. Amen không ạ? Vậy thì làm thế nào để phân biệt sự sống tốt thuộc linh tốt, và làm thế nào là phân biệt cái sự sống thuộc thể xác xấu ta? Cái người mà bước đi theo xác thịt đó, sống theo xác thịt, họ sống theo cảm xúc. Khi mà vui thì làm, còn không vui thì nghỉ. Khi mà đẹp ý tôi thì tôi làm, không đẹp ý tôi nghỉ. Người bước đi theo xác thịt, sống theo xác thịt là sống theo cái gì mình thấy, còn người bước theo cái này là không sống theo gì mình thấy, không sống theo xác thịt, không sống theo cảm xúc, mà người đó là bắt đầu từ sự sống thuộc linh trong đời sống của mình. Nên chúng ta muốn bước theo cái linh thì chúng ta phải bước đi trong sự sống thuộc linh tốt này, và tất cả những cái gì tốt này là những cái người đang sống trong đời sống thuộc linh. Amen không ạ? Hết cái thời gian chúng ta sống theo cái kiểu đó rồi, bây giờ chúng ta phải lập lại trật tự trong đời sống của chúng ta. Chúng ta coi lại chính mình. Người bước đi trong đời sống thuộc linh ấy, bước đi theo cái linh ấy, họ rất dễ tha thứ, họ rất dễ sống khiêm nhường, họ rất dễ sống yêu thương, họ không có chấp những cái việc nặng nhọc. Còn người đi bước theo các sắc thịt ấy, họ cứ để ý những cái chuyện nặng nhọc, những cái chuyện nhỏ nhặt, họ cứ dễ giận, dễ cay đắng, dễ coi thường người khác, sống bê tha. Còn người đi trong thuộc linh họ không bao giờ sống như thế. Nên là chúng ta coi lại mình, cả tôi nữa, coi lại xem chúng ta sống theo gì. Khi mà chúng ta thực sự là người bước đi trong thuộc linh thì Đức Thánh Linh sẽ ở trên đời sống của chúng ta. Amen không ạ? Người đi bước đi trong cuộc sống thất thì nghe rồi để đấy, không bao giờ làm, không sốt sắng. Còn người bước theo Thánh Linh là họ sốt sắng, họ nghe, họ thấy ô đây là điều đúng đúng, điều tốt, và tôi phải làm, tôi phải thực hiện, thì người đó là người đúng. Bởi thế nên chúng ta không thấy Chúa đâu mà để nói rằng Chúa ơi, nay hôm nay Chúa rất con đi khó đâu. Chúng ta cứ làm theo lời Chúa và đúng lời Chúa, và cái đấy là tốt lành gì? Là đúng. Amen không ạ? Không có cái chuyện đến đây nhóm rồi ngồi giống như ông tượng. Không có chuyện đến đây nhóm rồi là ngồi ngủ gần. Không có chuyện đến đây nhóm để ngồi nói điện thoại. Nếu như thế thì ở nhà đi. Không có cái chuyện mà không đến nhóm, không có xin phép gì cả, thiếu cái sự tôn trọng Chúa, tôn trọng hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có phải là một gia đình không? Nếu chúng ta một gia đình, chúng ta phải lo chăm sóc với nhau. Chúng ta có phải cố gắng cần được sự gây dựng người khác và nhờ người khác gây dựng mình không, để chúng ta giữ đời sống thuộc linh của chúng ta trong ngày cuối cùng không? Nếu đúng là như thế thì chúng ta phải đi nhóm. Chúng ta đồng ý không ạ? Chúng ta phải thờ phụng Chúa và làm hết tất cả những công việc của gia đình của mình để đời sống thuộc linh của chúng ta được gây dựng và làm gương tốt cho con cháu mình. Chúng ta để ý đi, trong hội thánh của chúng ta cũng đóng như thiếu nhi kìa. Và sau này chúng nó lớn lên, chúng ta sẽ nhìn cái gương của chúng ta thế nào. Nó có đấm gương tốt không? Đấy, còn nó lớn lên đây sẽ là một đống những đứa mình cần phải gây dựng nó. Hội thánh của chúng ta thật rất là tiềm năng, chứ không phải là tầm thường đâu. Hội thánh của chúng ta cần phải được xây dựng, cần phải được giúp đỡ. Và tôi cùng quý vị hãy làm một cái điều chúng
sẽ ban phước cho mỗi đời của chúng ta. Tôi đi vào trong miền Nam thì tôi thấy là đúng là ở trong đó một thánh của Chúa, những người lớn người nhỏ họ rất là, họ làm việc rất là hăng say, rất là hết lòng, họ rất là làm việc rất tốt luôn. Và tôi nhận thấy là mắt của chúng ta, một thánh của chúng ta, tại vì là cái nhóm quá nhiều, chúng ta cũng quá quen nhau rồi, chúng tôi quá là thấy là bình thường rồi, và nên là chúng ta cứ rời lại, chúng ta cứ coi thường cái sự hiện diện của Chúa, và chúng ta không có hết lòng. Thỉnh thoảng cũng có nổi lên một tí, trong sau lại chìm xuống. Tôi cũng suy nghĩ, tôi nghĩ là có khả năng là nỗi tại lãnh đạo không có đôn đốc, không thúc giục, không có khích lệ anh chị em và bước đi trong cái điều không đúng. Nên tôi nhận thấy điều đó, tôi nói chúng ta phải thay đổi. Mỗi chúng ta thay đổi thì Chúa sẽ thay đổi. Nếu chúng ta thay đổi, hoàn cảnh của chúng ta sẽ thay đổi. Amen không ạ? Nên bây giờ trước đây chúng ta cái phòng nhóm thì chẳng có ra gì, bây giờ phòng nhóm ổn rồi, nhưng mà gần đây tôi thấy đi rời rạc nhóm, không ra nhóm ở của Chúa, không ra thờ của Chúa, nên chúng ta phải coi trở lại, chúng ta phải làm tốt hơn, và chúng ta đừng chấp nhận hiện tại. Hiện tại nó thế không sao, bây giờ chúng ta cũng phát triển tốt hơn thì Chúa sẽ hành động trên đời sống của chúng ta. Amen không ạ? Vì chúng ta gây dựng trong cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi thế nên bây giờ chúng ta được tự do rồi, bây giờ chúng ta là con người mới rồi, bây giờ chúng ta tin, có tin rằng Chúa Thánh Linh là thần yên ủi, đấng được ban cho hội thánh, không bao giờ ngài nhiều vào hội thánh đó, chỉ trừ khi Chúa tái lâm, còn bây giờ Chúa vẫn không bao giờ nhiều vào hội thánh. Amen không ạ? Amen không ạ? Chúa không nhiều vào hội thánh, cũng là không nhiều vào những người tin ngài như chúng ta. Nhưng điều gì khiến cho Chúa Thánh Linh không thể dẫn chúng ta được thì chúng ta không quyết định làm theo lời Chúa, không quyết định thực hành. Bây giờ không cần nói nhiều, hãy thực hành đi, hãy làm đi, hãy nhìn thấy kết quả. Bây giờ người cứ nói ngay nhưng mà có làm không, không làm kết quả gì. Bởi thế nên là có phải có một cái sự thay đổi trong mình, đột phá trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta hãy hành động, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Sai ở đây thì ai cũng có cái sai, lỗi ở đây thì ai cũng có lỗi. Nếu không người nào nói tôi không có sai, tôi không có lỗi thì người đó nói dối. Chúng ta đều có lỗi, chúng ta đều có sai, nhưng mà chúng ta có quyền để có thể sửa sai, có quyền để sửa lỗi. Chúng ta đồng ý với nhau ạ? Amen ạ? Nếu chúng ta không có tội thì chúng ta cần gì Chúa? Chúng ta có tội chúng ta mới cần Chúa, chúng ta có lỗi thì chúng ta mới cầu nguyện, chúng ta có lỗi chúng ta mới sửa. Con người mà nên không có ai hoàn hảo, nhưng mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta có quyền để cầu nguyện với Chúa tại thập tự giá, Chúa sẽ sạch bỏ tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta nên mới trong Chúa Jesus. Chúa sẽ ban phước cho mỗi đời sống của chúng ta. Một lần nữa chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện một cách mạnh mẽ. Chúng ta đứng lên và mỗi người nhìn vào mình. Bài giảng này tôi không nhắm vào ai, bài giảng này là cho tất cả chúng ta, bài giảng này là để thay đổi cuộc đời của chúng ta và cái hội thánh của chúng ta được vững mạnh hơn, được kết quả hơn. Nên tôi có nói mạnh, tôi có nói lớn hay nói điều gì đó mà ông bà anh chị em cảm thấy không hài lòng thì vui lòng tha thứ cho tôi. Nhưng mà tôi nói thật, tôi muốn sốt sắng cho nhà của Chúa Trời, tôi muốn chúng ta cùng nhau gây dựng công việc của Chúa và thân thể của Chúa một cách mạnh mẽ. Tôi muốn là chúng ta cùng bước đi với nhau và cùng là một gia đình, cùng phát triển công việc của Chúa để mỗi ngày chúng ta được thành công hơn. Chúng ta hãy hành động. Ngày sau đốt Chúa Giêsu trở lại thì ban phần thưởng cho người nào làm việc thôi. Ngày sau đốt Chúa Giêsu trở lại thì nhìn thấy thành quả của trên đất. Những ngày tháng chúng ta trên đất này không phải là chúng ta ăn uống như phỉ dạ, mặc quần áo cho đẹp được hưởng thụ, mà những ngày trên đất này Chúa kêu gọi chúng ta là để đem phúc âm của Chúa, vương quốc của Chúa đến với những người hư mất, và chúng ta phải làm một cái điều gì đó cho công việc của Chúa trong tương lai. Hãy cầu nguyện với Chúa ngay giờ này. Chúng ta cùng nhau đưa tay lên và cầu nguyện với Chúa.